Đây bên đây thể qua mấy cái dòng GT nè. Đây GT này là T 90 nè. Đây T 90. T mới có hai mẫu mà bà con. Một mẫu là Kubota, mẫu là Kubota nha, hai mẫu nha. T 90. T 90. T 110. T 95. Rất đẹp nha. T 110 cũng có hai mẫu mà con. Đẹp. Đây 125 12 mã lực. 12,5 ngựa. 125 là 12 ngựa rưỡi nè. Nặng 12 ngựa rưỡi, 2400 vòng trên phút. Nặng khoảng 100 mấy ký nha bà con. 12 ngựa nặng khoảng 100 mấy ký. Rất đẹp bà con ơi, rất nhiều luôn. Ờ, con nào có nhu cầu luôn à, 0886356777. Có đề không, đề đầy đủ rồi con. Đây số dòng tay lớn hơn nè. 195 có đề nè. Là 19 ngựa rưỡi á. 19 ngựa rưỡi, dung tích xy lanh là 998 cm khối. 2004 dung tích xy lanh là 1090 cm khối. 24 ngựa rồi con. 165 là 16 ngựa rưỡi. Dung tích xy lanh là 789 cm khối. Đẹp bà con. Có số dòng GT. Mới bên em có hai chương trình bảo hành nha, một chương trình bảo hành 1 năm, một chương trình bảo hành 2 năm nha bà con, tùy theo dòng. Ít nhất là 1 năm, cao nhất là 2 năm. Hư 20 giặt dòng tháng đổi mới, qua tháng sau thì hư 20 giặt gì thì sửa miễn phí cái đó. GT 140, 14 ngựa. Cũng 2400 vòng trên phút rồi con. Dung tích xy lanh là 709 cm khối. Đẹp rồi con ơi. Quá đẹp luôn. Số dòng GT nha. Đây là số dòng GT bảo hành 1 năm cho bà con. Đây bảo hành 1 năm. Đó dòng bảo hành 1 năm nha. Đây dòng bảo hành cho bà con trong thùng đây. Chưa khui đây, bảo hành bà con 2 năm. Đây dòng này bảo hành 2 năm. Đây dòng này bảo hành cho bà con 2 năm. Cái dòng này thì có GT 80, GT 90, GT 125, GT 140, GT 155 nha bà con. Cái dòng Martin Thái Lan này là chỉ có 155 lớn nhất, nhỏ nhất là 180. Đây GT Martin Thái Lan đây. Martin Thái Lan bà con, đây. Nhỏ nhất bên em là 80, GT 90, GT 125, GT 140, GT 155. Có đề cũng đầy đủ nha. Thái Lan là bạn nha, bảo hành là con 2 năm nha. Đẹp rồi con. Đây. Con mua cái tụng thùng ở đây nó có tặng cái gì nè. Đây T 100 T là tất cả T giống hệt nhau, là T 155, 140, 125, 90, 80. Tặng cho hai lượt nhất nè. Hai lượt dầu chứ. Vô bận nè, vô dày ghê không? Ồ siêu dày luôn nè, nặng ghê luôn. Cô tụng nó đây. Cô tụng nằm trong bọc nha. Cô tụng nó đây nè. Có túi nước xanh rồi con, coi đổ vô thôi là thành nước xanh nè. Nó là tê.
bảo hành cho con 2 năm nha, sản xuất lắp ráp tại Thái Lan nè, made in Thái Lan nè, sản xuất lắp ráp tại Thái Lan nè, made in Thái Lan, bảo hành 2 năm. Gồm có 90, 80, 125, 140 và 155 nha. Có đề luôn nha, bà con nào có nhu cầu luôn nè, 088 635 6707. Giờ đây đây nó quay nhiều cái buông này chứ. Buông không? Cái gì đó? Đây nó đơn giản. Tại chưa có vàng cái gì chứ, vô vàng rồi đầy đã lắm. Đúng rồi, vàng nó cầm lại. Đầm lại nó gạch chân gạch tay lại hết em nè. Sao thấy đẹp không? Phải bình yếu á chứ bình mạnh là khỏi mẹ cò luôn. Cơm đâu cho nó gào đâu, không có đâu gào được. Đồ báo giá hả? Đúng rồi, hỏi báo màu xanh cho nó. Muốn chảy sau bờ nó là phải là cho mát nè, để làm mát nước á, chảy rất lớn hơn phải không? Này chảy sao? Thôi với ngon nè, mát rồi nè, để biết chưa là mát nước á. Đúng rồi, để nó mát rồi được. Nhằm người chảy nhỏ đâu, phải làm mát nước. Giống như xe mình cũng có làm mát bằng gió đó. Tay ga chạy càng lớn đâu có nóng đâu. Không muốn em này gắn vô cái sàn khung nữa, tại cái này nó lỏng nè. Vậy dằn sườn á chạy mới sướng. Đây nó không có giặt. Im lắm. Chạy chừng nào mà mình gờ cái này nó cảm thấy mát. Cái đường đúng rồi, phải mát mới được nha. Cái đường cho nó không mát là nó không làm mát ra kia. À, đúng rồi, chính xác. Tại nó làm mát bằng gió mà, gió làm mát nước. À. Nước làm mát máy. Máy đâu cần đầy gì đâu, quay đâu cũng chạy. Đấy con này luôn á vậy nè. Gỡ đề ra em trai. Khoan, để lấy này chị lên. Nè nè, giả này lên anh. Chị quay hả? À? Chị quay vô khung. Khoan. Dạ. Rồi, cho anh ấy, chị đốt 4 cái này đi. 4x70 anh nghe. 4x70 với 2x2004 đi. Dạ rồi. Rồi, đâu anh nói ok rồi, coi đi. Ok. Ok, chanh. Mua mẹ luôn. Giờ nó ra mẫu ART anh em kìa. Tất cả mặt hàng đều bảo hành hết trơn anh em. Từ 20 chặt hay bể nứt hay xì phốt xì đồ đổ lại nha anh em. Anh em nào có nhu cầu alo nha. Quá đẹp anh em. Này là tất cả ART. Yeah.
tình hình tội phạm. Khá đẹp. Đẹp đúng rồi. Cái mẫu này tất cả thì có hành 1 năm rồi không? Đây những mẫu này có hành 1 năm nè. Đây có đời trùng bô luôn. Dầu. Vậy là mình thường rồi. Khác như đây. Điều khác 12 kW. Hôm nay giới thiệu bà con mẫu Kino 125-140 có đề nha. Đây, mẫu có đề đây. Dành cho chị em phụ nữ nào mà quay máy không nổi gì đó. Hay người nào lớn tuổi rồi đó. Cứ bấm đề là chạy thôi. Có bình sạc luôn, bình 12V, bóng 30A là vừa con. Đây, lâu lâu mà đề một cái không sao. Không cần bình lớn, có chỗ này để bình nè. Bấm đề là chạy thôi. Từ 125-155 thì có đề hết nha. Rất là êm. Cái mẫu có đề mà con. Cái mẫu đèn 140 cũng có luôn nè. Mẫu có đề không cơ? Mẫu có đề. Đây là cơ. Đề nào lớn tuổi là bóng đề chạy im lắm nè.
với đặt máy trong rồi chạy đã lắm rồi không, khỏi gần quay cho cực. Nữ đâu, đề là chạy thôi, cái bình cái dần 12 quên 30 men là vừa. Từ 125 đến 155 thì có đề hết luôn. Đỡ liền nghe tới nó coi nè. Đỡ tới nó coi. Rồi nào chị Hạnh. Rồi để thầy 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 đi về nha. Hôm qua gửi bữa nay tới à. Hay là mẫu tôi có đèn luôn coi. Mấy em phụ nữ hay mà già lớn tuổi nào à, quay không nổi là vấn đề chạy thôi. Hay là thích đề thì có đèn luôn. Em Wino 2006. Trên toàn rồi, thật xanh nó tới kìa. Đè luôn một con, có phá luôn. Có chụp bô luôn nha. Chụp bô luôn. Vô toàn để thành đạt. Thủ toàn nó có mấy xanh em ơi, nó xanh không à? Không chơi. Gửi mờ nào là gì ta mà thấy tiêu. Nè, thọt vô lỗ nè. Đó, chưa cho cây thọt vô. Đó. Về cái đó là nó bọc ra vô đó rồi đó. À. Cái lỗ đó để chăm thọt cây, đừng để đất bụi vô cát vô. Này lít rưỡi không? Lít rưỡi. Xé màu vàng hả Đạt ơi? Đó. Bóc tem luôn. Thứ một mình có rất thời gian bảo hành thôi. Đó đi chừa chút thôi. Để đổ vô que mà khỏi anh thôi đừng đổ. Về tới nhà nó đổ. Thôi để mình mới chạy hay đổ vô. Chạy đổ coi. Để họ vận chuyển nó lắc qua lắc lại. Nó chạy đổ hết luôn không? Muốn đổ hết nó chừa lên chút đi. Đất nè. Không mua e thì về để đổ sao? Nó mua giấc cô ta dành thay luôn không? Không anh, nó để sao thì chạy lên. Nhiệt phải không? Nhiệt đó. Đổi vô luôn. Đổi vô luôn. Rồi. Đổ nước hương. Cái mấy cái đầu máy kia nó có cái thuốc. Dạ dầu 007 á. Họ lấy khăn chùi cho không sao đâu. Để chở đầu máy về hù mấy em kia đầu máy. Rồi quay em đi. Đè xuống cái đó. Rồi quay em đi anh. Lên ga chưa? Rồi ok. Cũng là người biết quay có khác hả? Anh lên nhạc ra hết đi. Nhạc ra cho ra dầu chút được rồi. Đó. Đó.
qua nó báo nhớt chưa? Báo nhớt chưa? Quay lại thân cái em ơi. Chào bà con nha, giới thiệu con số GT nè, đầy đủ hàng nha bà con, ngốc luôn GT. GT nhỏ nhất đây là model, đó là model của Hàn Quốc nha bà con. GT nhỏ nhất là 70, 80, 90, 110, 125, 140, 155, 165, nó lên từ từ. Tất cả sản phẩm anh em được bảo hành mà còn một năm nha, tháng đầu tiên hư hao đổi mới, trong năm đầu á, trong năm á thì bảo hành con cái cốt nè, cốt cho lỗi kỹ thuật nè, bê tông cốt lỗi kỹ thuật nè, bánh chớn nè, với cái lốc máy mà do lỗi kỹ thuật nha bà con, trong vòng năm đầu, còn tháng đầu tiên nữa đổi mới thôi không tính. Bà con nào có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Đây số mẫu GT. Rất đẹp không bà con? Tha hồ lựa. GT giúp tê tha hồ lựa không bà con? Bà con nào có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Alo. Alo. Tê ha. Có không? 32 chai. Đúng rồi. Bà con nào có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Đẹp bà con ơi. GT nhỏ nhất là của Hàn Quốc là 80, 90, 70, 110, 125, 140, 155, 165. Rồi, có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Đây là số model GT. Rất đẹp phải không ạ? Có đề không đề đó à, có 190 với 2.4 luôn mà con, GT 195 với 2.4 luôn, 24 ngựa đó, có mẫu đó luôn, mẫu 195 mẫu 2.4 luôn. Rồi bà con nào có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Đây mẫu 195 mà con với mẫu 2.4 luôn đó, số dòng GT nha. À, bà con nào có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Nó đã rồi. Đây là gấp bộ sẵn nè con. Bà con là có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Đây là số GT70 của Hàn Quốc có đề nè con. Đây. Không có đề nha. Đẹp nha. Rồi bà con là có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Rất đẹp bà con.
Để cho nó im, để cho nó im. Đây, miếng mút kìa, anh mút kìa, mút kìa, để im lưng. Anh sẽ mút ra giữa nó bao giờ mới mút mỏng dánh à? Ờ. Anh lấy mút đưa cho anh kê lưng nè, xì qua bẻ miếng mút nhỏ đi anh. Im lưng luôn. Giấy dơ dơ không mà sợ dơ. Mút này nè, mút trên nè, mút trên mỏng nè. Mút trên mỏng dánh nè, bẻ miếng đi anh. Ờ, đó miếng trong dánh nè. Mấy miếng trong ruột rồi cho nó im lưng. Rồi. Không có dậy đi trên, dậy đi trên. Đây đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đó, rồi, đúng rồi, đó, ok. Thấy chưa? Được rồi, chạy đi anh. Dạ, về đi anh. Dạ. Rồi, đập, đập thùng á. Xong đây rồi anh quay giùm em luôn. Nghe anh Hải ơi. Rồi rồi để. Hai lít tám. Đúng rồi. Đâu phải đổ nhiều là tốt không anh? Thằng giờ quê nó cũng vậy hả? Không nhớ cho nó đổ không cả nào. Không, nhẵn xiết vô. Rồi, rút nhớt lên. Không? Đó, mức thứ hai đó. Dạ, đừng ham chăm nhiều. Đúng rồi. Anh quay không? Anh quay giùm em đi. Quay đi, quay chơi đi. Ưu tiên. Giờ phui thùng luôn là bóc cái này ra luôn. Rồi. Nhấc dầu rồi phải không? Rồi cứ lên ga chạy thôi. Từ từ, từ từ, nhẹ nhàng thôi. Ok. Đúng rồi. Rồi uống cà phê đi anh. Đèn sáng gớm ta. Rồi uống cà phê đi anh. Đi hả? Mắc lắm á, cắt đi. Chạy sau này có gì xài gắn luôn. Chạy ngày á mà. Chạy có mấy chục cam à. Chạy có chục cam à.
mắc lắm. Để dành nó sau này gắn vô. Không, suốt 10 giờ tối luôn. Phục vụ 24/24. Đèn sáng gớm. Chưa nghe bơm mới được. Đó, gần đầy lại xíu nè. Đó. Rồi. Tặng tắt cái đất mốt. Tròn á. Này sao này nếu mà có ấy là nó bị mấy trăm cái máy rồi chưa có cái vụ chưa bao giờ có đâu. Có bệnh sới chưa anh? Mới đầu sới rồi đó hả? Mới đầu. Đúng rồi em trai. Rồi vậy đi. Anh cứ coi lên coi ảnh là thấy rồi. Có ly nào nó có ly nào? Có ly Nhật cái gì? Cái đó của Nhật đó. Ginh thử hai cái ly coi. Ginh thử cái kia coi. Nó xài của nó. Rất là hay tí. Xài của nó. Xài của nó thì khỏi đổi. Cho đổi cái đó đó. Nó xài của nó không hả? Ginh của nó không hả? Rồi chạy đi em. Đó, đấy, ngay lại, quay lại, quay lại. Vừa luôn đó. Vừa. Vừa được. Vừa. Cái vừa cân. Nó xài hai đầu mà. Không có đầu kia thì bỏ đi. Đầu kia thì có xài đi, đầu điện tay mình thôi, cứ vẽ tay mình đó. Thôi, đầu đầu em ơi, quay lại mới đúng. Đó, quay lại, đó. Hai đầu. Rồi, quay đi, quay đi em, quay đi, quay. Nhưng mà đầu này đầu có dùng xài đổi tay mình thôi, chứ không đi cho xài. Hiểu không? Tại đầu kia nó cứng chưa? Giờ bỏ tay nó cứng. Không nhớ xe trên giường ơi.
em ơi. Gắn tay quay vô đi anh. Để lấy cái nào? Thôi để cho anh lấy hơn. Thích đi, thích là lấy đó. Hàng hiếm nè nghe. Thì tệ, nghiên cứu đi. Cái này là hàng hiếm nè. Hết lên nhờ. Lên luôn. Thôi đổ đó đi. Rồi lấy cái nào thì để vô trong cái lý á, trong vỏ đi. Vậy nó mua. Ở nhà ta hai đó. Đúng rồi, tới hai đủ chưa đủ. Quay đầu lấy mày. Tôi muốn bỏ lên giường, ai muốn thì vô. Rồi. Lên luôn. Không sao đâu. À, lấy giấy kìa. Thôi lấy giấy lên nhờ nhiều ơi. Không, để đi, để lắc vô cho. Dùng đi. Dùng để cái vô đó. Rồi. Rồi. 110 thứ hai nào con, mẫu thứ hai nó khá đẹp nè. Tên 110 Kubota. Cũng rất đẹp ha. Mẫu giống như mẫu GT 125 mà con. Mẫu giống mẫu GT 125 nè. 11 ngựa. 2400 vòng trên phút. Tất cả sản phẩm này được bảo hành cho bà con nha. Tất cả các máy mới dầu mới đều có pulley đi kèm theo bà con. Từ D đến tất cả Kubota hay dòng gì, bất cứ dòng gì cũng phải có pulley đi theo cho bà con. Pulley là cái này nào con, pulley có hãng đi theo nè. Hai rãnh, ba rãnh tùy theo động cơ. Đây thường thường cái này là ba rãnh. Pulley nó khoảng tắc 2, tắc 4 tùy theo động cơ lớn nhỏ. Tất cả các động cơ sản phẩm đều có động cơ nha, mấy đứa máy dầu. Đối máy dầu tất cả đều phải có cái pulley kèm theo. Đây là mẫu Kubota GT 110. Mẫu rất đẹp không ạ? Sơn bóng. Đây, tất cả đều như lốc là nghe bà con. Rất đẹp. Kubota GT 110. Con nào có nhu cầu alo nghe 0886357707. Nó dắt mình nó kinh tình luôn nè. Nó mấy cái ghi 60 dục con cái 1. Lấy cái 12 mở ra ăn chút em. Đi. Ừ. Mở ra ra. Chúc cho.
không lên xuống á, coi vừa tay cho em.
gì quá chứ mình làm lại. Cái đầu này mua đi. Anh cần cái đi tắt này nó khó. Nó khó theo thùng cho bác. Chăm nhớ cho đây nha anh. Chăm nhớ cho đây nè. Lực bụi không biết hả?
rồi. Thank you.
Rồi gỡ bình ra. Gỡ bình đi.
chìa khóa ra đây. Rồi xả nước đi. Lấy qua lớp cây bỏ lên, qua lớp sắt rồi, qua lớp cây. Cái đó còn lửa qua lớp này vừa nữa. Action. Ê, ê, dịnh nó cái, dịnh nó cái. Phải không, xích dịnh em cái. Chắc chưa? Lấy bằng keo bằng cái này chứ không? Lấy bằng keo bọc, quấn cho nó luôn đi anh. Quấn hết máy luôn cho nó đi. Lấy bọc chùm cho nó luôn đi. Để khỏi rớt đồ. Nắp dầu sợ rớt á nhựa. Để có cái lớp dầu lấy bọc chùm là mới được. Để bọc chùm đi. Chùm hai cái lớp dầu nước lại mới được rớt nè, nó lăn nó le nè, chạy dần nó rớt nè. Chùm mưa lỡ chùm mưa máy luôn, chùm mưa máy luôn. Thôi bây giờ chạy đi bữa rồi. Rồi,
bấm thử anh, kẹp bình vô đi con, bấm thử anh, rồi chưa, chưa, rồi, đeo bản, à, chưa ăn bình, tắt ra, khoan cái bạc, à đúng rồi. Phải kẹp bình vô đồng hoàng. Thùng đó là thùng nhắn ép. Gỡ ra vô chạy uổng lắm. Cái thùng đó là thùng nhắn ép. Đinh khu ra đinh không à. Nó giống như 165 vậy, thùng nhắn ép. Này trở lên là nhắn ép thùng không à. Thùng cây. Nặng nề lắm. Như nó 150 vậy nha. Chắc dạ lắm, thùng đó thùng 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 nhắn ép nữa. Mấy bự nhắn ép mà. Có trong giấy có để. Rồi, vô cà phê đi em.
lên ga là vừa bụng ra lên ga thôi.
Đây số phụ máy GT 85 nè, GT hợp tác nha. Mới một thùng nè. 8,5 rồi. Mới về nha. Cô bỗng chưa bắt luôn nè. Đây, nó hoàn chỉnh lại vậy đây. Để bắt vô xong xuôi rồi vậy đây. Hoàn chỉnh là vậy nè. Đó là GT 85, 8,5 đó.